Nay em xin giới thiệu với các bác nhé, một con tủ Panasonic 550 lít. Con này cực to nhé, con này quá đỉnh nhá. Tủ lạnh 6 cánh. Đây, ngăn rau rồi các bác, ngăn rau này, ngăn đông này, ngăn chứa quá khổng lồ, nano khử khuẩn này, Eco Lavi tiết kiệm điện. Con này khay khiếc các thứ của nó mới choang, thiếu thùng cái là coi như là thành tủ mới mà. Con này thì cực to. Mặt tiền không có một cái tí xước san gì. Trong tất cả các loại tủ bán, các loại tủ Pala này nó lành nhất này. Đá rơi tự động nhé các bác nhé. Ngăn chứa đá, ngăn đông này. Đấy, ngăn rau này. Quay cho các bác này. Quá đỉnh luôn này. Thành vách không có vết tỉ mới tinh. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé, 0914300368. Những cái tủ hơn 500 lít này thì cực ít. Các bác nhớ đăng ký theo dõi kênh nhà em nhé. Nhà em thì rất là nhiều các cái dòng sản phẩm cao cấp VIP của Nhật.